Xin chào tất cả quý anh chị và các bạn, chào mừng mọi người quay trở lại với Car Center. Ngày hôm nay thì em đang có đây một chiếc Kia Carnival. Chiếc xe này có năm sản xuất là 2022, phiên bản Signature, bản full cao cấp nhất, máy dầu, bản 7 ghế. Và hiện tại thì chiếc xe này đang được chào bán với giá là 1 tỷ 286 triệu đồng thôi quý anh chị và các bạn nhé. Trả góp lên đến tối đa có thể được là 70% giá trị xe trong vòng 5 năm. Nếu quý anh chị và các bạn nào quan tâm, đừng ngần ngại nhấc máy gọi ngay đến hotline của Car Center. Và bây giờ chúng ta hãy cùng xem qua tổng quan về ngoại thất cũng như nội thất của chiếc xe này. Chiếc xe này thì đã là form mới rồi quý anh chị và các bạn nhé. Đây này, đã là form mới rồi. Form dáng đầu đuôi mới, cam 360, cảm biến trước sau rất là nhiều, rất là đầy đủ luôn. Xe chạy được chuẩn 50.000 km, 56.000 km quý chị và các bạn nhé. Là rằng lốp còn tương đối là đấy, lốp vẫn còn theo xe này. Thông số lốp 235 55R19/19 inch. Cụm đèn led thông minh và cái cụm đèn led của Carnival thiết kế em thấy tương đối là đẹp và hiện đại, rất là bắt mắt và hiện đại luôn. Cam 360, trên sau rất là đầy đủ option tiện nghi công nghệ. Loa thì sử dụng hệ thống loa Bose, hai cửa lùa điện phía trước. Trời đang hơi nắng nên quý anh chị và các bạn chịu khó một chút nhé. Nhìn đôi lúc có những cái góc nó sẽ hơi bị lóa. Phần đuôi xe này với cái cụm đèn sau rất là ưng mắt luôn. Cụm đèn led trải dài nối liền phần cốp và hai đèn hậu. Bên trong thì phải nói đây là một chiếc xe cốp điện này, bên trong nhá, thì phải nói là đây là một chiếc xe có cái không gian cực kỳ là rộng luôn. Không gian để hành lý này. Đây là khi mà chúng ta đã sử dụng đến hàng ghế thứ 3 và cái độ ngả hết cỡ rồi. Mà đây không gian để đồ nhá. Đấy, cái không gian để đồ nó cực kỳ là rộng luôn. Xe hình hộp mà cái phần khoang hành lý nó còn lõm xuống nữa. Đấy, chúng ta có thể để được rất nhiều đồ ở đây. Một chuyến đi chơi xa khoảng độ 7 người vô tư luôn quý anh chị và các bạn nhé. Đây, còn hộc phụ này, hộc để đồ phụ ở đây này, trên này nữa, hai hộc phụ nữa. Và chúng ta hoàn toàn có thể gập hàng ghế thứ 3 này xuống nhá. Gập hàng ghế thứ 3 này xuống thì khi mà chúng ta gập hàng ghế thứ 3 này xuống ấy, thì nó có thể gập được đến thẳng vào đây thì sẽ tạo ra một cái mặt phẳng cốp rất là rộng luôn. Chúng ta có thể giải đệm lên được, có thể nằm ở phần cốp luôn cũng được quý chị và các bạn ạ. Ở đây có rèm che nắng cho cả hàng ghế thứ 3 cũng như là hàng ghế thứ 2. Cổng sáng nhanh ở hai bên. Đây, cổng sáng nhanh ở hai bên và hai hộc để cốc cho mỗi bên. Rất là tiện lợi. Trên trần thì chúng ta có hốc gió. Đấy, hốc gió trên trần. Và có đèn đọc sách luôn. Tính năng vô cùng là đầy đủ, không thiếu một cái thứ gì cả. Cửa lùa điện chúng ta có thể đóng mở bằng nút bấm ở cả ngoài xe lẫn bên trong xe, rất là tiện lợi. Và hàng ghế thứ 2 là một trong những cái điểm nhấn được ưa thích nhất ở trên chiếc Kia Carnival. Đây, chúng ta có thể kéo lên kéo xuống và chúng ta có thể dịch sang ngang. Tại sao lại có dịch sang ngang? Thì khi mà chúng ta dịch sang ngang thì ghế này có thể dịch về phần gần giữa xe. Và cái độ ngả của nó có thể ngả được nhiều hơn bây giờ quý chị và các bạn nhé. Nó sẽ không vướng khỏi cái ụ này và chúng ta sẽ có ngả, thể ngả được tối đa cho hàng ghế thứ 2. Đồng thời thì chúng ta có đệm chân này, có thể nâng lên. Và ngoài ra đây, chúng ta có sấy ghế và làm mát ghế, hai cái tính năng rất là thích luôn quý chị và các bạn nhé. Không những thế thì chúng ta còn có thể độ được lên hàng ghế thương gia. Bây giờ là rất nhiều các đơn vị độ là có thể nhận những cái gói độ ghế thương gia, ngồi là có massage rồi, có nhiều cái hay ho hơn nữa quý anh chị và các bạn. Ghế phụ thì có chúng ta có thể điều chỉnh điện ở ngay hông ghế và có một cổng cắm sạc nhanh ở ngay hông ghế. Ngoài ra chúng ta vẫn có một cổng cắm tàu mọi người nhé, hai hộc đẩy cốc bên dưới một hộp phụ để đồ, rất là tiện. Vẫn là bên trên hai hốc gió và đây hệ thống điều chỉnh mà cho hàng thứ hai, cửa lùa điện đóng mở rất là dễ sử dụng rồi, rất là an toàn nữa. Bước vào đến hàng ghế thứ nhất thì chúng ta có thể thấy đây, gương kính chỉnh điện, khóa cửa, khóa tổng, nhớ ghế hai vị trí cho hàng ghế trước, ghế chỉnh điện kèm chỉnh điện lưng. Đây, các cái nút chỉnh đóng mở cửa và đóng mở cốp, chúng ta có thể bật cái chế độ này này, thì khi mà chúng ta em vào cho nó đỡ ồn, khi mà chúng ta bật cái chế độ này lên nhá, thì những cái cửa điện ở bên trong những cái người ngồi hàng ghế thứ hai đấy, hoặc là khi mà có người bấm mở cốp mà dừng xe thì nó sẽ không mở đấy, mà chỉ khi mà chúng ta chỉ có thể bấm mở từ đây thôi. Đấy, đây cũng là một trong những cái tính năng mà giúp cái người lái chiếc xe này có thể kiểm soát được tất cả những cái vị trí cửa cũng như là cốp để cho nó đóng mở nó được an toàn, vì hai cửa sau là cửa lùa nên là chúng ta mở chúng ta phải có cái sự cẩn thận hơn so với những cái cửa thông thường đấy. Và đang đi ngồi ghế thì bấm mở cửa lùa nó cũng rất là nguy hiểm nữa, nên là cái chức năng đấy cũng là một trong những cái chức năng an toàn khá là hay. Vô lăng thì có vô lăng tích hợp tăng giảm âm lượng, đàm thoại dịch tay, ga tự động, hỗ trợ giữ làn đấy, ga tự động thay đổi thích ứng theo tốc độ xe phía trước đây, đồng hồ hiển thị rất là đẹp, đều là màn cảm ứng hết rồi, có Apple CarPlay, có Android Auto, có bản đồ, không thiếu một cái thứ gì cả. Một cổng cắm USB, hai cổng cắm sạc nhanh, một vị trí sạc không dây, hai hộp đựng cốc, sấy sưởi ghế, sấy vô lăng, cảm biến, cam 360, cam 360 rất là nét luôn mọi người nhá, phanh tay điện tử này, auto hold này, chế độ lái này, đây. Đó, chúng ta có thể điều chỉnh rất là linh hoạt ở trên xe. Và tần số, một trong những điểm đặc biệt chính là tần số dạng xoay, rất là hiện đại. Cốp phụ, một ngăn để đồ phụ, rất là để được nhiều đồ luôn. Chúng ta có thể để chìa khóa ở đây, hoặc chìa khóa ở đây, một số những cái đồ dùng cá nhân rất là nhiều. Đó. Các cái phím bấm này, cửa sổ trời cho hàng ghế thứ nhất và hàng ghế thứ hai. Đó, đèn đóm các thứ, hai cửa sổ trời. Vô cùng rộng rãi và thoải mái. Đây là một chiếc MPV cực kỳ xứng đáng trong tầm tiền của quý chị và các bạn nhé. 1 tỷ 286 triệu đồng. Bên em có hỗ trợ trả góp lên đến tối đa là 70% giá trị xe. Nếu quý chị và các bạn nào quan tâm, đừng ngần ngại nhấc máy gọi ngay đến hotline của Car Center nhé. Em xin phép được cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.